Để cập nhật phiên bản Lumia Pro nâng cấp mới thì cách thức cập nhật rất đơn giản như sau. Đầu tiên là các anh chị sẽ vào cái Lumia Pro phiên bản cũ. Và nếu có bản cập nhật thì phần mềm sẽ thông báo update là đã có bản cập nhật. Các anh chị sẽ nhấn vào mục OK. Lúc này nó sẽ ra cái đường link để các anh chị tải bộ cài cập nhật về thì các anh chị nhấn vào tải xuống và vẫn tải xuống. Chọn ổ lưu thì lúc này các anh chị có thể lưu vào một cái ổ bất kỳ nào đấy. Sau khi tải về xong thì các anh chị sẽ nhấn vào đây để đi đến folder. Và các anh chị sẽ phải giải nén ra bằng cách click chuột phải và chọn vào extract here này. Tiếp theo các anh chị sẽ mở cái này ra. Và các anh chị chú ý nhé là các anh chị sẽ xóa cái phiên bản cũ ở ngoài màn hình đi. Tránh trường hợp là nhiều anh chị là tải về xong xong vẫn ra ngoài desktop để đăng nhập cái phiên bản cũ. Thế là các anh chị chưa sử dụng cái phiên bản mới. Các anh chị phải vào cái folder của cái bảng 3.6.1. Đến ngày hiện tại là ngày 25 tháng 10 thì cái phiên bản ngày 24 tháng 10 là phiên bản mới nhất. Các anh chị sẽ mở trực tiếp ở trên đây lên. Để các anh chị đăng nhập tên, đăng nhập vào mật khẩu của doanh nghiệp các anh chị vào để tra cứu. Hoặc nếu các anh chị muốn đưa ra ngoài desktop thì các anh chị phải click chuột phải vào đây. Nhấn vào send to và đưa ra bàn làm việc hoặc là desktop. Thì lúc này phần mềm nó mới đi ra ngoài desktop để các anh chị bật trực tiếp vào trên đây được. Tránh trường hợp là các anh chị là kéo thẳng cái thằng này lôi ra ngoài desktop là nó cũng sẽ bị lỗi. Mà các anh chị phải đưa qua ra ngoài desktop qua cái chức năng click chuột phải và chọn send to ra bàn làm việc. Thì lúc này các anh chị tra cứu và đăng nhập ở trên cái phiên bản mới là phiên bản 3.6.1, nó mới là phiên bản cập nhật mới nhất các anh chị nhé.